Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Sau đây là 3 nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. 5 căn bệnh âm thầm phát triển khi ăn quá nhiều thịt. 4 loại nước giết thận nhanh khủng khiếp. 7 loại rau sánh ngang thần dược đang bị lãng quên trong bữa cơm. Thưa quý vị và các bạn, thịt và các sản phẩm từ thịt là thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, chúng không thể thiếu trên mâm cơm của các gia đình. Tuy nhiên, lượng thịt nạp vào cơ thể quá nhiều lại gây ra các vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến 5 căn bệnh nguy hiểm âm thầm phát triển sau đây. Thứ nhất, béo phì. Béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức. Người đánh giá béo phì qua chỉ số khối cơ thể hay viết tắt là BMI, người có chỉ số này hơn hoặc bằng 30 thì là béo phì. Béo phì là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh khác như rối loạn máu, tăng huyết áp, sỏi mật, đái tháo đường, xương khớp và ung thư. Nguyên nhân dẫn đến béo phì chủ yếu là do chế độ ăn uống không hợp lý, chứa quá nhiều mỡ động vật, thịt, đường, bột, gây dư thừa năng lượng. Khi rơi vào tình trạng béo phì, người ta có xu hướng trở nên lười vận động. Lúc này, năng lượng thừa không được tiêu hao mà tích lũy dưới dạng mỡ, nên càng nhân lên gấp bội. Theo ý kiến của các chuyên gia, cách tốt nhất để bạn ăn thịt mà không gây tăng cân là tránh ăn thịt mỡ, nên sử dụng phần thịt nạc vì phần này chứa nhiều chất sắt, protein, vitamin và ít chất béo. Căn bệnh nguy hiểm thứ hai đó là tim mạch. Nghiên cứu của trường Đại học Harvard cho thấy huyết áp trung bình của người ăn chay giảm rõ rệt so với người ăn thịt. Ngoài ra, nồng độ cholesterol trong máu của người ăn thịt cũng cao gấp nhiều lần so với người ăn chay. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới chứng xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ngày càng nhiều. Các chuyên gia đưa ra chế độ ăn hạn chế thịt hoặc thuyết phục người bệnh ngừng sử dụng thịt để bảo vệ sức khỏe đối với những người có bệnh lý tim mạch. Thứ ba là bệnh tiểu đường. Chế độ ăn nhiều thịt, đặc biệt là loại thịt có chứa nhiều mỡ, làm tăng axit béo và tăng mỡ máu. Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường tiếp 2. Các axit béo dư thừa trong máu sẽ ức chế hoạt động hạ đường trong máu. Điều này dẫn đến việc kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng insulin vẫn bình thường hoặc chỉ hơi tăng, nhưng đường huyết của bệnh nhân lại rất cao. Nếu thay đổi chế độ ăn uống bằng cách giảm lượng thịt tiêu thụ hoặc chuyển sang chế độ ăn chay, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ thì lượng đường trong máu sẽ giảm hẳn và nồng độ axit béo cũng trở về mức an toàn. Thứ tư, bệnh gan. Gan có chức năng tổng hợp các chất cần thiết cho cơ thể và loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều thịt và mỡ động vật sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Khi gan của bạn làm việc quá sức sẽ dẫn đến những tổn thương. Ăn nhiều thịt và mỡ sẽ gây tình trạng gan nhiễm mỡ, hóa xơ, hóa sẹo. Thứ năm, một số bệnh khác cũng liên quan mật thiết đến ăn nhiều thịt, đó là bệnh gút, bệnh thận. Bệnh gút là bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến ăn uống chất đạm động vật. Do nồng độ axit uric quá cao trong máu dẫn đến lắng đọng ở các khớp, làm cho khớp bị viêm gây đau, lâu dần biến dạng cứng khớp. Nếu lắng đọng ở thận gây bệnh thận, việc sử dụng các loại thịt, nhất là các loại thực phẩm giàu chất đạm với số lượng lớn, lâu dần sẽ tiến tới làm rối loạn chuyển hóa. Đây là tiền đề cho bệnh gút phát triển, dẫn đến mãn tính. Thưa quý vị và các bạn, lượng thịt nạp vào cơ thể quá nhiều lại gây ra các vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến 5 căn bệnh nguy hiểm trên. Vậy, ăn lượng thịt như thế nào cho đủ? Trong một ngày, cần ăn bao nhiêu so với thể trạng từng người? Tất cả đều có những quy định riêng cụ thể. Theo khuyến cáo từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một bữa ăn cần phải đảm bảo đủ 4 loại thực phẩm: chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Trong đó,
Chất bột chiếm 60-65% tổng năng lượng. Chất đạm, tức là thịt, chiếm 14-16% tổng năng lượng. Khẩu phần ăn chất béo chiếm 20-25% tổng năng lượng. Khẩu phần ăn còn lại là vitamin từ trái cây, rau xanh. Từ công thức khẩu phần ăn trên, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra cụ thể lượng tiêu thụ tối đa thịt cho một người trưởng thành, đó là 150g cho một ngày và một tuần sử dụng 3 lần. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên đa dạng các loại thịt từ thịt gà, thịt bò, thịt lợn, thịt cá, tránh tiêu thụ liên tục một loại thịt. Ngoài ra, không nên tiêu thụ quá 200g một ngày. Cách chế biến là nên luộc, hầm, tránh sử dụng nước sốt quá béo, cũng như nướng thịt bằng than hoặc là nướng. Thưa quý vị, chuyện ăn gì để giữ sức khỏe không thôi đã là nỗi đau đầu trong cuộc sống ngày nay. Thêm vào đó, giờ uống gì để sạch, để tránh bệnh tật cũng là mối quan tâm không kém. Ngày nay, do thói quen tùy tiện mà nhiều người đánh đổi sức khỏe của mình để về già làm bạn với giường bệnh và đối diện với ống thở và tai nghe. Một trong những thói quen đó là sử dụng tùy tiện các thức uống. Và bốn đồ uống dưới đây là ví dụ điển hình cho việc đang dần mòn giết thận của bạn. Thứ nhất, trà sữa. Loại nước uống này là món khoái khẩu của nhiều bạn trẻ. Trà sữa không chỉ có vị ngọt béo mà còn có nhiều hương vị khác nhau. Tiêu thụ quá nhiều sản phẩm này lại rất hại cho cơ thể. Nguyên nhân là do trà sữa chứa lượng đường lớn hơn nhiều so với nhu cầu của cơ thể. Việc hấp thụ quá nhiều đường có thể gây ra các bệnh chuyển hóa đường, có thể làm tăng mức độ axit uric, tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt nguy hiểm đối với người axit uric cao. Ngoài ra, việc nạp nhiều đường đồng nghĩa với việc nạp nhiều calo vào người và dẫn đến tăng cân, béo phì, tích tụ mỡ trong nội tạng. Thứ hai, các loại nước ngọt. Nước ngọt là loại đồ uống giải khát được nhiều người yêu thích, tuy nhiên nó chứa nhiều chất có hại cho sức khỏe. Nếu được sử dụng thường xuyên, khi bạn uống nhiều nước ngọt, thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn để lọc các hóa chất dư thừa, đồng nghĩa với việc thận làm việc nhiều, cường độ cao dẫn đến bị tổn thương. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga còn chứa nhiều axit. Thường xuyên sử dụng loại đồ uống này có thể gây ra sỏi thận, rối loạn tiết niệu và các bệnh về thận mãn tính khác. Ngoài ra, tiêu thụ nước ngọt có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây bệnh gút, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba, trà đặc. Trà là loại nước uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Việc lạm dụng quá nhiều trà để kích thích thần kinh cũng gây hại cho cơ thể. Uống trà đặc trong thời gian dài rất dễ bị nhiễm fluor. Trong khi đó, thận của chúng ta là cơ quan đảm nhiệm vai trò bài tiết fluor ra khỏi cơ thể. Nếu lượng fluor quá lớn và tích trữ quá nhiều, nó có thể gây tổn thương vỏ thận, ống tủy. Chưa kể hiện nay, các loại trà được chế biến kém chất lượng, ẩm mốc là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư. Thứ tư, cà phê kém chất lượng. Cũng giống như trà, cà phê mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe của người sử dụng. Một ly cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo, tập trung vào công việc. Tuy nhiên, đó là loại cà phê chất lượng cao, hay có nguồn gốc và được kiểm định quy trình từ chăm sóc đến thu hoạch và chế biến. Hiện nay trên thị trường trôi nổi đủ loại cà phê khác nhau. Những loại hàng giả, nhái, kém chất lượng có thể chứa các chất độc hại, chất gây tổn thương gan và thận ở người. Hấp thụ quá nhiều chất độc hại trên trong thời gian dài, thậm chí có thể gây viêm niêm mạc ruột và hoại tử ruột. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 7 loại rau sánh ngang thần dược đang bị lãng quên trong bữa cơm. Đứng đầu trong danh sách này phải kể đến cây húng chanh. Húng chanh còn được gọi là rau tần. Vị chua, the, thơm hăng, tính ấm, có tác dụng giải cảm, tiêu đờm, khử độc, trị cảm cúm, lạnh phổi. Bạn có thể dùng 12 lá húng chanh, 10 lá tía tô rửa sạch và sắc lấy nước uống để trị chứng hen suyễn. Đem húng chanh hấp chung với lá hẹ, mật ong cho trẻ uống có tác dụng làm sạch miệng, trị ho. Các món ăn nấu với lá húng chanh như da cá áp chảo với húng chanh, canh rau húng chanh,
ô thịt băm, lẩu nghêu húng chanh. Loại cây thứ hai thất truyền trên mâm cơm ngày nay đó là cây tía tô. Tía tô còn được biết đến với tên gọi là tử tô, xích tô, bạch tô. Toàn bộ lá tía tô đều có tác dụng chữa bệnh. Lá có vị cay tính ấm, tác dụng tiêu đờm, làm ra mồ hôi. Quả tía tô có tác dụng khử đờm, hen suyễn, tê thất. Hạt tía tô chữa táo bón, mộng tinh. Người ta hay sử dụng cháo tía tô ăn nóng để trị chứng cảm cúm, cảm lạnh. Ngoài ra, uống nước cốt lá tía tô có thể làm giảm các triệu chứng của việc dị ứng hải sản. Thứ ba, phải kể đến là cây thì là. Thì là còn được gọi là thời La Đông Phong. Theo cuốn Nam Dương Dược Thần Hiểu, hạt thì là có vị cay tính ấm không độc, tác dụng bổ thận, mạnh tỳ, tiêu chướng, trị đau răng, đau bụng. Loại gia vị này thường được sử dụng để nấu các món với cá. Các món điển hình như cá nấu cà chua thì là, canh chua cá dưa thì là. Thứ tư, cây răng cưa hay còn gọi là cây tàu bay. Cây tàu bay, răng cưa hay mùi tàu, ngò tay, ngò gai. Theo đông y, loại rau này có vị the, tính ấm, mùi thơm hắc, tác dụng khử thấp nhiệt, thanh uế, mạnh tỷ vị, kích thích tiêu hóa. Loại rau này thường được sử dụng để nấu canh, hầm củ quả, canh xương, thêm gia vị mùi tàu. Rau mùi, rau ngổ ăn rất ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra bạn có thể dùng loại rau này để trị chứng đầy hơi, ăn không tiêu. Lấy 50g rau mùi tây kết hợp với gừng tươi đập dập, cho cả hai nguyên liệu vào siêu đất, thêm 400ml nước, sắc đến khi nước cạn một nửa thì lọc lấy phần nước, chia làm 2 lần, uống cách nhau 3 giờ. Thứ năm, cây bạc hà hay còn gọi là húng cây. Đây là gia vị rất gần gũi trên mâm cơm và thường được sử dụng như một loại rau ăn sống với các món thịt nướng. Bạc hà cũng là loại cây có tác dụng chữa cảm cúm hữu hiệu. Ngoài ra, loại rau thơm này còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chữa đầy hơi, thấp khớp, nắc cụt, trị viêm xoang nhẹ. Tinh dầu trong lá bạc hà có thể làm dịu các vết côn trùng cắn. Không những thế, ngửi tinh dầu bạc hà có thể làm dịu cơn hen suyễn nhẹ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên cẩn trọng khi dùng vì nó có thể gây sảy thai. Thứ sáu, rau răm. Rau răm còn được gọi là thỉ liễu hương lục. Theo đông y, loại rau này có vị cay tính ấm, không độc và được dùng để trị rắn cắn, chàm, ghẻ, mụn, trĩ, kích thích tiêu hóa. Có thể dùng từ 15 đến 20g, cả thân và lá rau răm tươi rửa sạch, vắt lấy nước cốt uống hàng ngày để trị chứng tiêu hóa kém. Trong chế biến món ăn, rau răm được sử dụng để chế biến các món thông thường, được ăn với hải sản, nghêu sò, hến để khử mùi tanh và tăng khẩu vị. Ngoài ra còn có các món nộm và ăn kèm với trứng vịt lộn. Cuối cùng, trong bản tin của ngày hôm nay đó là cây rau mùi. Sở dĩ nó được xếp cuối cùng vì đây là loại gia vị vẫn đang được sử dụng phổ biến trong các món ăn, từ món khô như bánh mì đến món nấu như canh xương hầm củ quả hay ăn sống trực tiếp. Rau mùi còn được gọi là ngọt ta, hương tuy. Theo đông y, loại rau có vị cay tính ấm, không độc, tác dụng tiêu thức ăn, trị phong tả, thông đại tiểu tiện, phá mụn độc, trị các trứng đậu sởi, khó mọc. Nhai kỹ rau mùi với rau húng chanh và nuốt lấy nước có thể trị chứng loét niêm mạc lưỡi. Quý vị thân mến, với những thông tin trên, hy vọng sẽ giúp cho quý vị có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo cùng Sức Khỏe Tự Nhiên.